mà chú đơn hàng này cho em trai ở Kiên Lương, Kiên Giang. Mình là Tuấn Kiệt, con máy Isuzu 4K H1 chọn bộ dàn cầu inox. Con này em chưa vệ sinh nha, hàng nghỉ địa về chưa vệ sinh, giờ đang vệ sinh với các gạt te kiểm tra các loại như là đường nước này kia là kiểm tra hết, gắp chọn bộ dàn cầu inox hết, cầu turbo lớn luôn, cái bồi lục luôn. Với bộ đó thì mình làm ở đây làm 55 triệu ha. Còn cái này là bộ bộ sạc phát điện, sạc máy bay T50 1 pha 20 kW. Con này là 4T88 hay con này đẹp. Đi chụp lắm luôn á. Còn mình sử dụng hũ toàn. Đây cũng phát điện hũ toàn. Con này thì dòng điện nó ổn định hơn loại Trung Quốc nhiều, loại cục tròn tròn á. Đây, 18-20. Lúc này xài mấy anh em hot mấy cái này lắm, xài nó là ổn định hơn mấy thằng 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 loại Trung Quốc tròn màu xanh á. Nó hay bị hư hỏng vặt lắm. Con này thì có mấy anh em xài hơn năm rồi. Nói chung là chưa có thấy cái gì là lặt vặt hết trơn, đạn này kia cũng ok lắm, còn mấy thằng kia anh thấy nó hư đạn nhiều quá. Cái cục limo kia của Trung Quốc mà màu xanh tròn tròn đó mình dễ đấu đó, một đạn rồi đó em. Cái nó thiệt luôn là cái cục phát nó mười mấy triệu, hôm nay mình ra lấy cái hư bạc đạn ra ngoài mua bạc đạn đó bự chà bá vậy có 12.000, nghe nó hết hồn giật mình luôn. Mình không ngờ trong nó rẻ vậy, đúng hàng đúng hiệu vậy luôn. Rồi sau này mình sử dụng cái con hũ toàn này chạy đấu phát điện thấy nó ok á, dòng điện ra nó ổn định hơn. Mình vẫn đấu 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 liền sát đít ha. Đây em thợ đang cắt te. Vô cái hàng inox luôn đi. Mình tiến hành làm đấu sạc ha, mình đấu sạc còn em thì làm bộ dàn cầu đó.